Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, chẳng vì bốn niệm trụ nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy, chẳng vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, chẳng vì pháp môn giải thoát không nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy, chẳng vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, chẳng vì năm loại mắt nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy, chẳng vì sáu phép thần thông nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, chẳng vì mười lực Phật nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy, chẳng vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, chẳng vì pháp không quên mất nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy, chẳng vì tánh luôn luôn xả nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, chẳng vì trí nhất thiết nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy, chẳng vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, chẳng vì tất cả pháp môn Đà La Ni nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy, chẳng vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, chẳng vì quả dự lưu nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy, chẳng vì quả nhất lai bất hoàn A La Hán nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, chẳng vì quả vị độc giác nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, chẳng vì tất cả hạnh đại Bồ Tát nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Này thiện hiện, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, chẳng vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật nên hộ niệm đại Bồ Tát ấy. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tuy học nhiều điều mà không có điều gì để học. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, các đại Bồ Tát tuy học nhiều điều mà không có điều gì để học. Vì sao? Này thiện hiện, thật không có pháp nào có thể khiến đại Bồ Tát đối với pháp ấy mà tu học. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Như Lai vì các đại Bồ Tát, hoặc nói lược hoặc nói rộng, pháp tương ưng sáu phép ba la mật đa. Nếu đại Bồ Tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì đối với giáo pháp tương ưng sáu phép ba la mật đa này, hoặc tóm lược hoặc quảng diễn, đều nên lắng nghe thọ trì đọc tụng, làm cho thông lợi. Đã thông lợi rồi như lý tư duy, đã tư duy rồi quan sát kỹ lưỡng. Khi quan sát tâm, tâm sở pháp, đối với tướng sở duyên đều chẳng lay động. Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Lại nữa thiện hiện, các đại Bồ Tát đối với giáo pháp tương ưng sáu phép ba la mật đa mà chư Như Lai đã nói hoặc tóm lược hoặc quảng diễn, thì khi tinh cần tu học nên đối với các pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm sao đại Bồ Tát đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của sắc, như thật rõ biết tướng chân như của thọ tưởng hành thức, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của nhãn xứ, như thật rõ biết tướng chân như của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của sắc xứ, như thật rõ biết tướng chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của nhãn giới, như thật rõ biết tướng chân như của nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của sắc giới, như thật rõ biết tướng chân như của thanh hương vị xúc pháp giới, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của nhãn thức giới, như thật rõ biết tướng chân như của nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của nhãn xúc,
như thật rõ biết tướng chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, thì Đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, như thật rõ biết tướng chân như của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của địa giới, như thật rõ biết tướng chân như của thủy hỏa phong không thức giới, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của vô minh, như thật rõ biết tướng chân như của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của bố thí ba la mật đa, như thật rõ biết tướng chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của pháp không nội, như thật rõ biết tướng chân như của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của chân như, như thật rõ biết tướng chân như của pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của thánh đế khổ, như thật rõ biết tướng chân như của thánh đế tập diệt đạo, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của bốn tịnh lự, như thật rõ biết tướng chân như của bốn vô lượng bốn định vô sắc, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của tám giải thoát, như thật rõ biết tướng chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của bốn niệm trụ, như thật rõ biết tướng chân như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của pháp môn giải thoát không, như thật rõ biết tướng chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của năm lại mắt, như thật rõ biết tướng chân như của sáu phép thần thông, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của mười lực Phật, như thật rõ biết tướng chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của pháp không quên mất, như thật rõ biết tướng chân như của tánh luôn luôn xả, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của trí nhất thiết, như thật rõ biết tướng chân như của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của tất cả pháp môn Đà La Ni, như thật rõ biết tướng chân như của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn, này thiện hiện,
Nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của quả dự lưu, như thật rõ biết tướng chân như của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của quả vị độc giác, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của tất cả hạnh Đại Bồ Tát, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của sắc, thế nào là tướng chân như của thọ tưởng hành thức, để các Đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Phật dạy: Này thiện hiện, chân như của sắc không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập, đó gọi là tướng chân như của sắc. Chân như của thọ tưởng hành thức không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập, đó gọi là tướng chân như của thọ tưởng hành thức. Các Đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của nhãn xứ, thế nào là tướng chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, để các Đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, chân như của nhãn xứ không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập, đó gọi là tướng chân như của nhãn xứ. Chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập, đó gọi là tướng chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Các Đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của sắc xứ, thế nào là tướng chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ, để các Đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, chân như của sắc xứ không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập, đó gọi là tướng chân như của sắc xứ. Chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập, đó gọi là tướng chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ. Các Đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của nhãn giới, thế nào là tướng chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, để các Đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, chân như của nhãn giới không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập, đó gọi là tướng chân như của nhãn giới. Chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập, đó gọi là tướng chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Các Đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của sắc giới, thế nào là tướng chân như của thanh hương vị xúc pháp giới, để các Đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, chân như của sắc giới không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập, đó gọi là tướng chân như của sắc giới. Chân như của thanh hương vị xúc pháp giới không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập, đó gọi là tướng chân như của thanh hương vị xúc pháp giới. Các Đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của nhãn thức giới, thế nào là tướng chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, để các Đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn.
này thiện hiện, chân như của nhãn thức giới, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của nhãn thức giới, chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của nhãn xúc, thế nào là tướng chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, chân như của nhãn xúc, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của nhãn xúc, chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra? Thế nào là tướng chân như của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra? Để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chân như của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của địa giới, thế nào là tướng chân như của thủy hỏa phong không thức giới, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, chân như của địa giới không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của địa giới, chân như của thủy hỏa phong không thức giới, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của thủy hỏa phong không thức giới. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của vô minh, thế nào là tướng chân như của hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ yêu não, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, chân như của vô minh không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của vô minh, chân như của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của bố thí ba la mật đa, thế nào là tướng chân như của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, chân như của bố thí ba la mật đa, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của bố thí ba la mật đa, chân như của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của pháp không nội, thế nào là tướng chân như của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn.
Này thiện hiện, chân như của Pháp không nội, không sanh, không diệt, cũng không trụ, không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của Pháp không nội, chân như của Pháp không ngoại cho đến Pháp không, không tánh, tự tánh, không sanh, không diệt, cũng không trụ, không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của Pháp không ngoại cho đến Pháp không, không tánh, tự tánh. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của chân như? Thế nào là tướng chân như của Pháp giới, Pháp tánh? Tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, hư không giới, cảnh giới bất tư nghỉ. Để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả Pháp, như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, chân như của chân như, không sanh, không diệt, cũng không trụ, không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của chân như của Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, không sanh, không diệt, cũng không trụ, không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của Thánh Đế Khổ? Thế nào là tướng chân như của Thánh Đế Tập Diệt Đạo? Để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, chân như của Thánh Đế Khổ không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của Thánh Đế Khổ, chân như của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của bốn tịnh lự? Thế nào là tướng chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, chân như của bốn tịnh lự không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của bốn tịnh lự, chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của tám giải thoát? Thế nào là tướng chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ? Để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, chân như của tám giải thoát không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của tám giải thoát, chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của bốn niệm trụ? Thế nào là tướng chân như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo? Để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, chân như của bốn niệm trụ không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của bốn niệm trụ, chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của pháp môn giải thoát không? Thế nào là tướng chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện? Để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, chân như của pháp môn giải thoát không, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập.
Đó gọi là tướng chân như của pháp môn giải thoát không, chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không sanh không diệt, cũng không trụ không pháp mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của năm loại mắt, thế nào là tướng chân như của 6 phép thần thông, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp, như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện chân như của năm loại mắt, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập, đó gọi là tướng chân như của năm loại mắt. Chân như của 6 phép thần thông, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của 6 phép thần thông. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của 10 lực Phật? Thế nào là tướng chân như của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng? Để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, chân như của 10 lực Phật, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của 10 lực Phật, chân như của 4 điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của 4 điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết, cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của pháp không quên mất, thế nào là tướng chân như của tánh luôn luôn xả? Để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, chân như của pháp không quên mất, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập, đó gọi là tướng chân như của pháp không quên mất, chân như của tánh luôn luôn xả, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập, đó gọi là tướng chân như của tánh luôn luôn xả. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của trí nhất thiết? Thế nào là tướng chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, chân như của trí nhất thiết, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của trí nhất thiết, chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của tất cả pháp môn Đà La Ni? Thế nào là tướng chân như của tất cả pháp môn Tam Ma Địa? Để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, chân như của tất cả pháp môn Đà La Ni, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập, đó gọi là tướng chân như của tất cả pháp môn Đà La Ni, chân như của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập, đó gọi là tướng chân như của tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của quả dự lưu? Thế nào là tướng chân như của quả Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán? Để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, chân như của quả dự lưu, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của quả dự lưu, chân như của quả Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của quả Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của quả vị độc giác? Để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn.
này thiện hiện chân như của quả vị độc giác, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của quả vị độc giác. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết, cần phải tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của tất cả hạnh đại Bồ Tát? Để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện chân như của tất cả hạnh đại Bồ Tát, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của tất cả hạnh đại Bồ Tát. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật? Để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện chân như của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Lại nữa thiện hiện nếu đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của sắc, như thật rõ biết tướng thật tế của thọ tưởng hành thức, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện nếu đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của nhãn xứ, như thật rõ biết tướng thật tế của nhĩ tỷ thể thân ý xứ, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện nếu đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của sắc xứ, như thật rõ biết tướng thật tế của thanh hương vị xúc pháp xứ, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của nhãn giới, như thật rõ biết tướng thật tế của nhĩ tỷ thể thân ý giới, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của sắc giới, như thật rõ biết tướng thật tế của thanh hương vị xúc pháp giới, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của nhãn thức giới, như thật rõ biết tướng thật tế của nhĩ tỷ thể thân ý thức giới, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của nhãn xúc, như thật rõ biết tướng thật tế của nhĩ tỷ thể thân ý xúc, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, như thật rõ biết tướng thật tế của các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của địa giới, như thật rõ biết tướng thật tế của thủy hỏa phong không thức giới, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của vô minh, như thật rõ biết tướng thật tế của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của bố thí ba la mật đa, như thật rõ biết tướng thật tế của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của pháp không nội, như thật rõ biết tướng thật tế của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn.
Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của chân như, như thật rõ biết tướng thật tế của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của Thánh Đế Khổ, như thật rõ biết tướng thật tế của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của bốn tịnh lự, như thật rõ biết tướng thật tế của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của tám giải thoát, như thật rõ biết tướng thật tế của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của bốn niệm trụ, như thật rõ biết tướng thật tế của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của pháp môn giải thoát không, như thật rõ biết tướng thật tế của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của năm loại mắt, như thật rõ biết tướng thật tế của sáu phép thần thông, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của mười lực Phật, như thật rõ biết tướng thật tế của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của pháp không quên mất, như thật rõ biết tướng thật tế của tánh luôn luôn xả, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của trí nhất thiết, như thật rõ biết tướng thật tế của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của tất cả pháp môn Đà La Ni, như thật rõ biết tướng thật tế của tất cả pháp môn Tam Ma Địa, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của quả dự lưu, như thật rõ biết tướng thật tế của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của quả vị độc giác, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của tất cả hạnh Đại Bồ Tát, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của sắc? Thế nào là tướng thật tế của thọ tưởng hành thức để các Đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn? Phật dạy: Này thiện hiện, không có giới hạn của sắc, đó là tướng thật tế của sắc. Không có giới hạn của thọ tưởng hành thức, đó là tướng thật tế của thọ tưởng hành thức. Các Đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn: Thế nào là tướng thật tế của nhãn xứ? Thế nào là tướng thật tế của nhĩ tỷ thể thân ý xứ? Để các Đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của nhãn xứ, đó là tướng thật tế của nhãn xứ. Không có giới hạn của nhĩ tỷ thể thân ý xứ, đó là tướng thật tế của nhĩ tỷ thể thân ý xứ. Các Đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học,
để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của sắc xứ, thế nào là tướng thật tế của thanh hương vị xúc pháp xứ, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện không có giới hạn của sắc xứ, đó là tướng thật tế của sắc xứ. Không có giới hạn của thanh hương vị xúc pháp xứ, đó là tướng thật tế của thanh hương vị xúc pháp xứ, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của nhãn giới, thế nào là tướng thật tế của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện không có giới hạn của nhãn giới, đó là tướng thật tế của nhãn giới. Không có giới hạn của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, đó là tướng thật tế của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của sắc giới, thế nào là tướng thật tế của thanh hương vị xúc pháp giới, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của sắc giới, đó là tướng thật tế của sắc giới. Không có giới hạn của thanh hương vị xúc pháp giới, đó là tướng thật tế của thanh hương vị xúc pháp giới. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của nhãn thức giới, thế nào là tướng thật tế của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của nhãn thức giới, đó là tướng thật tế của nhãn thức giới. Không có giới hạn của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, đó là tướng thật tế của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của nhãn xúc, thế nào là tướng thật tế của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của nhãn xúc, đó là tướng thật tế của nhãn xúc. Không có giới hạn của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, đó là tướng thật tế của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, thế nào là tướng thật tế của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, đó là tướng thật tế của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Không có giới hạn của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, đó là tướng thật tế của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của địa giới, thế nào là tướng thật tế của thủy hỏa phong không thức giới, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của địa giới, đó là tướng thật tế của địa giới. Không có giới hạn của thủy hỏa phong không thức giới, đó là tướng thật tế của thủy hỏa phong không thức giới. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng thật tế của vô minh, thế nào là tướng thật tế của hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của vô minh, đó là tướng thật tế của vô minh. Không có giới hạn của hành, cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, đó là tướng thật tế của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Hết quyển thứ 357.